Hai anh em tôi chuẩn bị lên núi nhá, lên núi chơi. À, chuẩn bị qua cầu Nhật Tân anh em ơi. Cầu Nhật Tân. Phiên bản Nhật. À, anh em phải đẹp phết đấy anh em ạ. Đây núi anh em chuẩn bị lên đây. Núi này thấp hơn núi Chuông. Ôi đường đi bộ đường chạy này, ai cái đường này chạy đẹp này. Cây đường này đẹp hơn, chạy đẹp hơn. Ôi giời. Sông không có nước anh em ạ. Không bằng không bằng Nhật Tân đúng không? Nhựa cầu cũng khá đẹp, buổi tối cũng có đèn. Không có gọi là nước luôn, đây là suối ngoài sông anh em ạ. Khá đẹp. Được mà, không phải có chỗ này đứng để check in này. Đây, chân núi rồi anh em ạ, chân núi rồi. Đây gần cái cột đấy anh em ơi. Mẹ nhìn chóng mặt không chịu được. Cột này như kiểu bị, cột này như kiểu 3D. Các dân chơi phượt đây đi ạ. Núi đây anh em. Đấy. Đứng cái núi đây. Wow. Khá là ok đấy. Đây là cùng cái đoàn, gần cái đoàn Asia nha. Wow, núi khá dốc. Ok. Cây là bây giờ cây chuyển hết sang màu vàng, màu đỏ hết rồi. Có đường đi lên thì nhờ. Cho check in cũng khá đẹp. Chị anh em ơi, công viên. Công viên gọi là thú. Thiện chưa? Đang ăn đấy. Đó là điểu anh em này. Trẻ con rất thích. Bây giờ mình quay trở lại tuổi thơ. Năm chắc tôi đang học lớp 2, lớp 3 là được lên chỗ công viên này. Công viên Hà Nội chơi. Hiểu tiếng đấy. Con Nhật rất đáng yêu anh em ạ. Nhìn đáng yêu cực luôn. Đây em kia kìa. Kawaii. Yêu chưa? Chắc. Kawaii đây. Chụp đủ. Chụp đông kiểu chúng ta. Cứ đủ. Chúng ta nhiều con không có chạy. Chắc kia chút còn ấy nữa. Thỏ gà kìa gà trắng kìa. Lợn này, lợn đen này. Mùa lá đỏ đầu tiên. Chỗ này gọi là một vùng lá đỏ đẹp nhất trong cả khu rừng này. Đây toàn màu xanh đây. Thì thẳng có đúng màu đỏ đâu. Chỗ này đẹp nhất. Chỗ này là giảm muộn hơn mọi chỗ. Chào bạn ơi. Nhật Bản với chúng tôi đấy. Ôi giời, anh em nhò gì em? Đi đâu cũng được. Đấy. Wow, kìa anh em ơi. Gì đây? Tôi thấy cái gì đây? Chú ông phiên bản 2 đây rồi. Em thấy máy bay chưa? Ở đây gần máy bay. Ăn được đấy, ăn